Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cặp loa đến từ Mỹ. Cặp loa có model là JBL4312 Control Monitor. Đây là cặp loa rất nổi tiếng đến từ hãng JBL Mỹ, được thiết kế thùng gỗ lạng. Loa mình về cặp loa này là xinh đẹp xuất sắc, tất cả các tuyến loa thùng vách vuông vức, không bể nở, không trầy xước, không cứng móc. Mình đã tháo một ủ loa cho các bạn và cho các bạn nghe trước một loa. Ở trong là lưới e căng cũng không sần rách lủng lỗ, ở trong là được sử dụng là khung gỗ nghe các bạn. Dòng loa JBL4312 Control Monitor được sản xuất vào năm 1983. Ngót nghé cũng là 41 năm rồi nghe các bạn. Với giá xuất xưởng rất cao, 306.000 yên một đôi, tức là 153.000 yên một chiếc. Một đôi là 305.000 yên. Nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy là loa bao gồm 3 quay, 3 đường tiếng, với cấu tạo một bát là 20cm màng trắng ha. Ở trong là gân xếp, gân vải xếp nghe các bạn. Đó, loa mình còn rất đẹp các bạn nhìn nè. Tất cả loa còn rất mới, nón loa rất căng mọng. Và đập vào mắt các bạn sẽ thấy một cái mic đó, đường kính 13cm, cũng là gân giấy và màn giấy và gân vải xếp luôn nha các bạn. Và một trep đường kính của nó là 3,6cm. Phía trên là sẽ có một lỗ thông hơi. Ở đây là sẽ có hai tinh chỉnh dành cho mic này các bạn. Và chỉnh cho phần trep tùy theo lỗ tai và giọng nhạc các bạn tăng giảm mid trep nó vừa tai nghe. Nào mình tăng đi các bạn nghe. Đó, ok ha. Hàng cặp loa này là hàng đấu giá về nghe các bạn. Còn rất đẹp các bạn. Ở đây là có số series 8829. Ở đây có những cái điểm gắn và đặc biệt cặp loa, cái cặp loa mà về nó còn 21 điểm hai bên này nha các bạn. Rất hiếm luôn các bạn. Tất cả còn nguyên xinh đẹp. Rồi sau đây mình quay vào cặp cái loa bên phải mình đã tháo cho các bạn xem. Ở đây là cọng loa của nó là gắn dây rất chất này các bạn. Ở đây sử dụng một cụ bát đường kính 30cm, sử dụng cụ bát là 22-13Hz. Mình đã kiểm tra cả hai tuyến loa, hai loa đều trùng nhau hết nghe các bạn. 22-13Hz. Đó, còn củ mic là sử dụng củ LE512 và củ trep được sử dụng LE25.2 và hai tinh chỉnh số series 3355 ha. Tức đẹp luôn mà, hai loa này đẹp như nhau. Rồi sau đây mình quay cho các bạn xem tổng thể mặt sau của loa mình đang cho các bạn nghe. Tổng thể mặt sau các bạn nhìn hai loa đều đẹp như nhau nha các bạn. Ở sau được sơn một lớp sơn màu đen, các bạn nhìn rất đẹp. Ở đây là sẽ có cọc loa zin của nó, các bạn có thể đút dây ứng vào đút dây như mình. Rồi, thùng vách hai loa vân đồ trùng nhau rất đẹp nha các bạn. Dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc boro, nhạc vàng rất hay nghe các bạn. Dòng loa JBL4312 Control Monitor với kích thước chiều cao là 59,7cm, bề ngang là 36,2cm và hậu sau là 30,2cm và mỗi loa nặng 20kg. Dòng này có trở kháng 8 ohm, độ nhạy 91dB nên các bạn rất là dễ ghép âm ly và có công suất là 80W một loa nha các bạn. Và cân nặng là 20kg một thùng. Các bạn có thể ghép những dòng lứt men marang rồi xanh xui đều đánh rất tốt nha các bạn. Dòng loa 4312 Control Monitor rất đáng chơi, nghe hay bài đẹp, chất âm nghe dùng để nghe nhạc trữ tình, nhạc boro, nhạc vàng rồi cao kích là rất tuyệt vời nha các bạn. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc. Mình đã gắn một loa cho các bạn nghe một loa thôi các bạn. Còn loa này mình quay cho các bạn xem thùng vách đồ là mới như nhau ha. Trải qua thời gian thì lớp gỗ nó cũng có vàng nâu 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 nhưng mà vân gỗ còn nguyên zin và còn rất đẹp, không bị trầy xước, không bị cứng móp nha các bạn. Tất cả tuyến loa, củ loa mình bao zin tuyệt đối cho các bạn luôn, rất đẹp luôn các bạn. Trùng số luôn các bạn, hai loa đều đẹp mới nhau. Sẵn mình cho các bạn xem bông ở trong luôn.
thùng vắt ở trong. Đó, các bạn nhìn nè, ở trong nè. Ở đây là do mình cậy ra loa nó dính ở phía trên loa bass nghe các bạn. Đó, ở trong này bông rất đẹp luôn các bạn. Rồi rất đẹp các bạn. Bông nó còn rất vàng ha. Và cụ loa bass của nó đây các bạn, để mình đặt lên đây cho các bạn xem luôn. Rồi các bạn nhìn cái màn loa bass này cũng đẹp như vậy nha các bạn. Rồi, hai loa bass đều đẹp như nhau. Rồi mời các bạn nghe thử một đoạn nha. Mình đang cũng ghép với con Samsung 67 lỡ tra thôi. Đánh cũng rất hay. Dòng này có độ nhạy lên đến 91 decibel nên các bạn rất dễ ghép âm ly các bạn. Các bạn cần những dòng âm ly lắc men ma răng xanh xui đều rảnh rất tốt nha các bạn. Đây là một loa nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc ngắn. Mình xin thông báo đến các bạn cặp loa có model là JBL 4312 Control Monitor, hàng đấu giá về xinh đẹp xuất sắc. Đó, tuyến loa, mũi loa, rồi tất cả loa còn rất đẹp. Đây mình xoay ra cho các bạn xem củ mic LE512 luôn. Đó, củ mic còn rất đẹp nha các bạn. Và đây là củ trép LE25.2. Đó, tất cả còn rất đẹp nha các bạn. Đó, nguyên zin nguyên bản. Loa bán ra mình cam kết nguyên zin nguyên bản. Tuyến loa còn rất sáng rất mới. Thùng vách rất đẹp. Và mình vẫn bảo hành 3 tháng cho các bạn, nên các bạn an tâm mua về ngay trưng bày sử dụng. Với giá rất tốt, chỉ là 17.800.000 đồng. Mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ. Còn bạn nào cốt mình không bao ship, dành cho một cặp loa 4312 Control Monitor, giá này là rất tốt nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình số điện thoại 0903 747 111. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.